Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái video YouTube Short, một trong những cái tính năng mới của YouTube. Thực ra cái tính năng này nói mới thì mới, nhưng mà nó cũng không phải mới lắm bởi vì nó ra đời cách đây khoảng 10 tháng rồi. Nhưng mà hiện tại thì ngày càng nhiều các YouTuber và đang tạo cái dạng video dạng Short này, và nó đang tức là đang hot trend bây giờ. Và YouTube nó cũng đang khuyến khích và nó đang hoàn thiện cái nền tảng của nó để nó có thể giúp đỡ cho người content creator, tức là những cái người tạo nội dung ấy, tạo ra nhiều cái YouTube short hơn. Đây mình có thể show cho các bạn ví dụ nhé. Ví dụ các bạn lên YouTube này, các bạn search bằng cái hashtag, sau đấy các bạn search chữ short thì các bạn có thể nhìn thấy được ngay, YouTube nó thống kê cho các bạn này. Bây giờ hiện tại là có 2.600.000, tức là 2,6 triệu video short, dạng short short, và có 577.000 kênh đang up cái dạng video YouTube short này. Thì video YouTube short nó là gì? Tức là short là ngắn. Short ngắn tức là các cái video của bạn nó có cái độ dài là dưới 1 phút. Và thứ hai nữa là nó sẽ có cái độ phân giải ấy. Độ phân giải là theo chiều dọc, tức là cái video dạng dọc cái này này. Tức là bạn không có chọn cái tỷ lệ khung hình là 16:9 như bình thường nữa, mà bây giờ bạn sẽ chọn là 9:16, hoặc là tất cả các cái video dạng dọc cái này thì nó có dưới 1 phút thì nó gọi là YouTube Short. Và mình thì thấy là tức là cái xu hướng bây giờ ngày càng nhiều người để làm cái này ấy, mà bản thân YouTube nó cũng đang chú trọng vào phát triển cái, tức là phát triển cái dạng video này, bởi vì là nó cạnh tranh với lại TikTok ấy. Trước giờ thì thấy TikTok mới nổi thì YouTube nó chả quan tâm, nhưng mà bây giờ TikTok bắt đầu ngày càng nó càng cạnh tranh dữ dội, đâm ra là chắc là YouTube bây giờ chắc là đang muốn kiểu muốn đè chết TikTok ấy. Đâm ra là ra cái tính năng mới là YouTube Short và họ phát triển rất mạnh. Đâm ra là đây là cái lúc mà các bạn nếu như là làm YouTube ấy thì các bạn cũng nên quan tâm cái này. Bản thân mình cũng đang làm thế, nhưng mà đang làm ở kênh nước ngoài thôi, còn kênh Việt Nam này mình chưa làm nhiều. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để làm được ở trong Filmora nhé. Ví dụ đây là Filmora này, thì đầu tiên ấy mình tắt này đi ạ. Đầu tiên trước khi các bạn tạo dự án bình thường, các bạn tạo video YouTube bình thường thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ là 16:9, nhưng mà bây giờ nếu mà làm short nhé, short một dưới 1 phút thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ là 9:16. Đây, tỷ lệ portrait này 9:16. Sau đó các bạn có thể kích vào new project. Ví dụ đây là cái tỷ lệ 9:16 nhé. Sau đấy là các bạn sẽ đưa video của các bạn vào. Ví dụ mình lấy cái video video du lịch này thôi. Video ví dụ có sẵn này ở trong Filmora thôi. Mình sẽ kéo cái video này xuống timeline, đúng không? Sau đây mình sẽ keep project setting. Keep project setting thì cái video đấy nó sẽ ở giữa này, ở chỗ này. Đây là bởi vì do cái video này nó được quay với cái tỷ lệ khung hình là 16:9, tức là nó là video vuông này, video ngang. Thế còn bây giờ nếu như mà bạn cũng quay video ngang thì bạn sẽ phải crop nó lại, crop làm sao cho nó thành 9:16. Thì để crop thì các bạn kích vào nút này, chọn video, sau đấy bạn đi đến cái crop này. Đấy, sau bạn chọn sang tỷ lệ này, tỷ lệ là 9:16 này. Đó. 9:16 thì bắt đầu nó sẽ crop về cái khung 9:16, khung dọc này cho bạn luôn này. Thì bây giờ bạn có thể điều chỉnh cái này, sau đó bạn kích vào OK. Thì ở đây là cái video nó sẽ dạng dọc như này. Nhưng nếu như mà các bạn quay video mà kiểu dạng bằng điện thoại này, dạng 9:16 rồi ấy, thì các bạn sẽ không cần làm cái thao tác crop đấy nữa. Và thứ hai nữa là các bạn phải khống chế cái độ dài nhé, khống chế độ dài mà dưới 1 phút này. Sau đấy các bạn thêm nhạc, thêm nhiếc các thứ, nhạc nhẽo rồi các thứ linh tinh vào. Sau khi các bạn làm OK thì các bạn sẽ xuất ra, bạn xuất video export. Phần export này thì các bạn phải giữ nguyên cái resolution này. Nếu mà bạn có đi đến setting thì bạn cũng nhớ đây này, cái resolution các thứ là vẫn là đây 9:16 và frame rate các thứ OK bạn chọn. Đây kích vào OK. Cái này mình sẽ tắt đi nhé. Thế còn cái việc tiếp theo là bạn phải up lên YouTube. Và khi mà bạn up lên YouTube ấy thì mình sẽ chú ý các bạn nhé. Đây ví dụ bạn up lên YouTube thì mình sẽ mở một cái video của bạn nhé, của mình. Đây ví dụ cái video này làm nào để crop video ở trên trên làm nào crop video ở Filmora. Ví dụ này, khi bạn up video lên YouTube ấy thì ở cái phần title này, phần tiêu đề này, bạn phải để cái hashtag là short này nhé. Và bên cạnh đó là ở trong cái phần description, tức là phần mô tả ấy, bạn cũng phải để là short. Và bạn phải tạo ra một cái playlist, tức là cái trên kênh của bạn ấy, bạn nên tạo ra một cái playlist là chỉ có short thôi. Ví dụ đây ở cái playlist của mình này,
đây, cái playlist của mình đây, mình đã tạo ra một cái playlist là short đây. Short là tức là những cái video đấy mình sẽ up hết vào đây để nó không ảnh hưởng đến những cái video khác ở trên kênh của bạn ấy. Thì đấy là làm nào để có thể tạo ra một cái video short ở trong Filmora và làm nào up lên YouTube và một số cái vấn đề liên quan đến video này. Mình sẽ theo dõi các cái video short của mình ở trên kênh của mình xem là cái tức là cái phân tích rồi là cái kiểu tối ưu các thứ với người dùng như thế nào ấy, thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn ở trong phần tiếp theo. Mình hy vọng là video này nó sẽ hữu ích cho các bạn và với các bạn nên bắt đầu làm cái video short đi, tại vì chắc chắn là nó sẽ trở thành trending trong cái thời gian tới đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.